Chúng ta tiếp tục với một số ví dụ minh họa như sau. Ví dụ số 1. Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 7 lít khí oxy. Thầy xóa nhé. Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 7 lít khí oxy. Được chưa ạ? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, người ta thu được 4,48 lít khí sulfuro. Biết các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng lưu huỳnh đã cháy là 4 đáp án A, B, C, D. Chúng ta chọn đáp án nào? Vậy thì với cái bài toán này là chúng ta sẽ phải viết phương trình trước tiên, đúng không? Nào, chúng ta thử viết nhé. Nào, ví dụ 1. Lưu huỳnh cộng với oxy sinh ra SO2. Chúng ta sẽ tính số mol của các cái chất ở trong phương trình này trước, đúng không ạ? Đây, theo phương trình này. Đây là 1, đây là 1 và đây là 1. Đúng chưa? Nào, số mol của oxy nào. Nó sẽ bằng 7 và chia cho 22,4. Nó bằng 0,3125 thì phải. Không phẩy 3125 mol.